Xin chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn lắp đặt máy lạnh mài LE 820A và LE 720A. Thì đầu tiên chúng ta cần phải lắp cái chân máy này, cái chân máy này khá là khó lắp. Rồi. Ở các cái phụ kiện mà lắp chân máy này thì gồm có những con ốc này này các bạn. Đó, con ốc này này. Thì nó có hai loại ốc này, vặn vào đây đó, nè các bạn, vặn vào đặt xuống như thế này ha. Rồi các bạn đặt cái chiều này nè, đó, làm sao nó đặt vào cái lỗ này nè, sau đó sau khi đó là các bạn vặn cái con ốc bên trên này xuống nha, vặn xuống để cho nó ăn khớp vào với nhau đó. Rồi cái miếng ván gỗ to nhất ấy, lớn nhất nó là cái miếng đáy này nè các bạn, cái miếng đáy này nè, ở đằng sau nha các bạn, sau đáy của cái thùng đó nè, nhấc lên các bạn coi nè, đó cái miếng đáy này nó đằng sau, và hai miếng này này là hai hông này. Các bạn lưu ý cái miếng này hai hông này nó như thế này nha các bạn, nó ăn vào bên trong rồi nó quay ở bên trong rồi, cái miếng lỗ, cái lỗ này nó quay ở bên trong kiểu như thế này nha các bạn đó, và cái miếng đáy nó như thế này nha đó, và cái miếng che của cái đáy này, che mặt trước của cái đáy miếng nhỏ đó. Đó, và cái miếng này, cái này là miếng nắp đậy, nắp đặt bên trên. Đó, các bạn lắp lên và nó như thế vậy. Sau đó sau khi các bạn lắp thành công rồi thì các bạn lắp cánh này vào này, cánh như thế này, rồi các bạn lắp tay nắm này. Đó, các bạn thấy không, là cái ốc này, đó, cái ốc như thế này này các bạn, các bạn bắn, các bạn vặn từ bên này sang nha các bạn. Đó. Rồi sau đó là các bạn lắp đường nước này, vòi nước vào như thế này nha, vòi nước trên nước thoát này, còn là đường cấp này là đường cấp điện, điện nguồn của máy bơm này đây các bạn, nó từ trên máy này xuống này, đít máy này, nở đít máy này, đó các bạn cấp xuống này, điện nguồn máy bơm này các bạn. Đó, còn đây là nước máy bơm thì điều chỉnh nước ở đây nha, van nước ở đây nha các bạn. Rồi ok, sau khi các bạn lắp thành công rồi, đặt nước xong, lắp nước xong rồi thì các bạn mở cái công tắc này ra, mở cái ốc này ra, rồi các bạn vặn ra như thế này nha các bạn. Sau khi các bạn mở ra, mở con ốc này ra thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Các bạn lấy hết cái này ra này, đó, bê nó lên, đặt lên đây và lấy con này ra. Rồi sau đó các bạn cắm điện vào ha, cắm điện đây các bạn, điện cấp đây nè. Đó, sau khi các bạn cấp nguồn rồi, các bạn mở cái này ra rồi, mở cái nắp này ra này, thì các bạn chỉnh cái độ nghiêng của máy nha các bạn. À, các bạn thấy không, khi mà đặt xuống thì các bạn thấy ngay là nó nghiêng của bên nào nè. Đó, nếu mà để cái cần này xuống này, đó, các bạn thấy không, lúc đầu nó gác đây chẳng hạn, thì các bạn kéo hạ xuống như thế này, các bạn xem á, là nó trôi về bên nào. Đó, nếu như nó trôi về bên này thì bên này thấp, còn nếu mà nó trôi về bên này thì bên này thấp, thì dưới này bốn góc là nó có bốn cái chân này. Đó, tăng lên là như thế này, chiều này, và giảm xuống là chiều này. Như vậy ở đây á, thì tôi kéo ra giữa này này, kéo ra cái vị trí đá V này này, cái kẹp chồng này, vị trí kẹp này nó bằng cái chỗ đá V này, thì nó trôi về bên lối bên tay trái của tôi, thì chứng tỏ là bên này thấp. Như vậy tôi sẽ phải tăng hai cái chân bên trái này lên. Rồi tăng lên đó, đây như thế này, là đây này, dưới này nó có hai cái chân này các bạn. Đó, tăng nó lên như thế này, chiều như này, và giảm xuống là chiều này, tăng lên là chiều này. Đó, xem nó còn trôi nữa không này, ra ngoài này, đó nó vẫn còn hơi trôi một tí. Đó, chứng tỏ là bên này vẫn còn đang thấp, vặn lên một tí nữa. Vặn thì vặn đều nha, nó vẫn hơi thấp một tí. Rồi, sau khi mà tôi chỉnh xong rồi, chỉnh thăng bằng rồi, đối với cái máy này thôi nha, máy khác là các bạn chỉnh thăng bằng khác. Đối với máy 520 hoặc 420A là khác nha các bạn. Đối với máy này các bạn đặt đúng ở đây nè, nó không trôi là được. Chứ còn đối với dòng máy khác các bạn lưu ý đừng có
có chỉnh thăng bằng theo cái máy này. Nếu các bạn chỉnh thăng bằng đối như máy này là máy khác nó không chạy được đâu nha các bạn. Rồi sau khi mà đã thăng bằng rồi, tôi bật công tắc nguồn lên. Đó. Các bạn thấy không? Đó là đã được rồi này. Xin lưu ý thêm là lúc nãy tôi bật cái kia lên mà tôi không để ý nói trước. Thì đầu tiên các bạn tắt cái nguồn này đi nha. Rồi các bạn hạ xuống đây này. Xong các bạn bật nguồn lên và nâng lên một đoạn như thế này, rồi các bạn tắt lại, tắt máy đi nha, để các bạn lấy đánh thăng bằng nha. Rồi sau khi mà đánh thăng bằng xong được rồi thì các bạn bật lên, đó nó quay trở về là được rồi. Rồi sau khi mà đã có thăng bằng rồi, xong xuôi rồi, các bạn sẽ nhãn mác này ra ha. Rồi các bạn sẽ làm như sau. Các bước gồm có bên từ trái sang thì gồm có chất liệu này, CR này các bạn, thủy tinh này, poly này các bạn, cái này là poly này, cái này là ọp ma này các bạn, rồi cái này là thủy tinh, cái này là meca nha, hoặc là poly carbonate nha, cái này là form kim loại, cái này là nhựa nha các bạn, rồi cái này là mài khung, cái này là mài bằng có đánh bóng nha các bạn. Rồi cái này là tăng và giảm kích thước. Đó, bước của nó là 0,05 nha các bạn. Đó, đây là nút rê trong khi chạy, trong khi mài nha, trong trường hợp mà mình mài cái chồng nó dày quá, nó 20 độ, mười mấy 20 độ thì nó sẽ ăn ra bên ngoài này này, thì các bạn rê bằng nút này, các bạn rê nó vào bên trong để cho đừng có lòi ra bên ngoài. Nút này là nút test đá này này, motor đá này này và máy bơm nên có chạy hay không, tắt cũng là nó. Nút này là nút mài lại, V là nút mài lại. Sau khi mà các bạn mài rồi, mài xong rồi ấy, các bạn để nguyên cái núm, rồi các bạn ấn nút V này, giảm kích thước này đi, rồi các bạn ấn nút V này, rồi nó sẽ mài mỗi bước cuối cùng để mài nhỏ lại nhé, làm nhỏ lại. Đây là nút chạy khởi động, khởi động bên phải bên trái, nút dừng. Đặc biệt cái này, cái nút này các bạn chọn lực kẹp này ở mức mức 1 này nè là 60 cân nha các bạn, và mức này là 80 cân nha các bạn, và mức này là 100 kg. Như vậy các bạn muốn kẹp chặt thì các bạn di chuyển xuống nút này, xong rồi các bạn mới ấn nút này. Đó. Chứ nếu như các bạn ấn nút này, ấn nút kẹp này xong chẳng hạn, rồi các bạn ấn nút này là không có tác dụng gì nha các bạn. Nhớ là như vậy. Đây, các bạn phải là ấn nút mở này ra. Đó. Xong đó các bạn ấn nút này, đó, di chuyển này, hoặc cái di chuyển này, lực kẹp nhẹ nhất, thì các bạn ấn nút này nó mới có tác dụng này, nó mới đúng này. Đối với dòng máy này thì đá của nó là đá Nhật nha các bạn. Với dòng máy của mình nhập khẩu thì đá này là đá Nhật nha, đá nhập khẩu từ Nhật. Đó. Rồi loại cao cấp. Ok. Đối với phụ kiện là kèm theo thì gồm có hai miếng nhôm này này để test này, hai cái cầu chì này, rồi hai cái lục giác này và một cái chìa này. Hai cái này dùng để mài chồng trơn nha, siêu trơn này các bạn. Và cái này là núm bên phải, sơ cua bên phải này. Đó, và nó có bốn cái núm lớn này, núm hít lớn nha các bạn. Và hai là ba cái núm, à bốn cái núm nhỏ, núm hít nhỏ. Đó. Và đó. Xin lỗi, nó có hai cái miếng bên phải này là ở đây này các bạn. Cái này nha các bạn. Xin được nhắc thêm với các bạn rằng là nếu như các bạn mài chồng trơn thì các bạn phải dính cái này vào. Đó, dính cái này vào đây. Để các bạn mài chồng trơn nhá, để các bạn ấn vào chứ không có kẹp vào, chứ không nó sẽ bị bẻ chồng ngay. Các bạn nhớ lưu ý sử dụng chồng trơn, lực kẹp chặt, kẹp mạnh á,
nếu mà lực kẹp cao thì các bạn phải sử dụng bằng cái núm này nhé. Đó, chứ không được sử dụng núm này, các bạn sử dụng núm này nó sẽ bẻ liền. Đó, tại vì nó lên tới 100 kg. Ở trên đây là toàn bộ hướng dẫn lắp đặt máy của tôi. Nếu các bạn có vướng mắc gì thì cứ liên hệ với tôi nha.